chào bạn. Bạn đang quay trở lại với bọn mình. Ừ, vẫn là Chin Chu và nông trại dâu tây, nhưng hôm nay thì bọn mình sẽ không có mặt ở vườn dâu tây để thu hoạch dâu tây nữa. Đây là cơ sở đóng gói xuất khẩu ra nước ngoài lớn nhất tại Hàn Quốc. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào trong để xem quy trình nhé. Rồi bây giờ thì bọn mình đã vào đến khu vực bên trong của khu đóng gói. Ở đây thì tất cả các cô công nhân sẽ ngồi ở đây này, mỗi người một bàn và thêm một cái cân và một rổ dâu. Và rổ dâu của bọn mình đầu tiên thì sẽ được đưa vào đây. Rồi và sau đấy thì những rổ này được chuyển ra đây. Đặt vào đây. Như các bạn có thể thấy là bây giờ các cô công nhân đang rất là tất bật, cẩn thận chọn những trái dâu để xếp vào những cái hộp nhỏ. Sau đó từng cái hộp đấy được đóng gói và chuyển vào những cái thùng giấy bìa to hơn. Mà hình như là chị thấy là dâu tây thì người ta còn phải đặt theo size này, chín vừa thì họ để cùng nhau, còn chín đỏ tươi thì họ sẽ để cùng nhau, đúng không? Để còn có một cái tiêu chuẩn về cân nặng gì đó, khoảng độ tầm 3-4 lạng là một. Bây giờ thì rất may là bọn mình đến đây là giờ nghỉ trưa của các cô, nên là sẽ tranh thủ ngồi đây đóng gói thử cho các bạn xem nhá. Đội mũ này anh ơi, nhưng mà mình thấy các cô ở đây ý, các cô phải đeo một cái bao tay rất dày ý. Ê, ngăn dưới là xếp được 6-9 quả đấy. Hình như là trước khi xếp ngăn thứ hai thì phải cho một cái lớp giấy này lên. Bao nhiêu cân nữa? Ui, này, như thế này là chưa đủ đâu. Chị thấy các cô ấy cân là 300 bao nhiêu cơ. Là cái hộp to này chị. Dạ yeah. Cái này chỉ xếp được khoảng 6-8 thôi, 9 thì hơi nhiều. 20 thế là phải cân 270 đấy Hạnh ạ. 270. Của chị là 272 này, gần đủ. Vừa đủ. Ui, 272. Rồi, sau khi mà đóng gói xong như này thì các cô ấy sẽ bỏ vào ngăn này. Và cái máy này sẽ chạy thẳng đến cuối. Với những chiếc hộp như thế này thì không có nắp. Có size to hơn nhưng mà không có nắp đậy ở trên. Làm bằng cách là các cô sẽ lấy một cái phần giấy ni lông này, bọc lại ở phía bên trên. Và có một cái miếng nơ như thế này, dán vào đây. Rất là xinh. Đây chắc là kiểu như là mỗi nước thì người ta yêu cầu một bao bì khác nhau đúng không? Hôm nay cũng xinh này. Hôm nay mang đi biếu rất là xinh. Sau đó thì những cái thùng như thế này sẽ được đặt vào cái máy này để đóng hộp và cố định lại để cho dâu không bị rơi ra ngoài. Rồi, chỉ cần dẫm chân một cái đúng không? Sẽ xoay. Sau khi mà đóng vào cái thùng như này là gần như là họ đã xong công đoạn của họ rồi, nhưng mà bọn mình thì vẫn chưa xong bởi vì bọn mình có một cái hộp đặc biệt ở đây. Bình thường thì ở đây sẽ không có những chiếc hộp ở đâu, nhưng mà bọn mình xuất hiện nên là nó có đấy. Ở đây để tham gia trò chơi, rất nhiều trò chơi và trở thành người may mắn, các bạn sẽ được nhận một hộp dâu này do mình đóng gói đấy. Đúng, sẽ có 30 người may mắn nhận được 30 hộp dâu như thế này. Mỗi cái hộp dâu như thế này thì sẽ có 4 hộp nhỏ. Xếp vào đi. Hoàn toàn free nhá, hoàn toàn miễn phí nếu như các bạn trở thành những người may mắn. Sau khi mà đã đóng hộp xong cái phần yêu thương của mình thì ban tổ chức sẽ gửi những cái hộp này đến cái địa chỉ mà các bạn muốn. Tức là ban tổ chức sẽ làm thay các bạn công đoạn gửi. Khi nào mà các bạn là những người may mắn thì lập tức cái chiếc hộp này sẽ được gửi đến cái địa chỉ mà các bạn muốn. Tuy nhiên hôm nay hai hộp này thì bọn mình sẽ tự tay đi gửi người bí mật yêu thương của bọn mình. Rồi, bây giờ thì đi thôi. Hãy đi theo nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của video này. Một phần mà các bạn chắc cũng rất mong đợi đấy. Đấy là phần ăn dâu tây. Nhưng mà như đã nói, mình sẽ gửi món quà yêu thương này của mình đến một nhân vật bí mật. Mình cũng thế. Đấy là mình. Còn Hạnh nhặt đĩa thế. Anh ơi vào đây đi anh. Nãy giờ Hạnh ấp ủ mãi lời yêu thương ở trong này để gửi cho anh ấy. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video của S Channel. Hôm nay thì bọn mình rất là may mắn khi mà trong chuyến đi này thì lại có rất là nhiều những nhân vật cân mật mà các bạn rất là quen thuộc, và đặc biệt đấy là NTN. 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 Anh có thể ngồi đây để vỏ kiểu như là bọn em ăn xong bọn em để vào đây. Đấy. Xong rồi anh chỉ cần hứng vỏ thôi. Rồi, hôm nay NTN sẽ là người đổ vỏ. Thôi nào. Đơ luôn. Sợ quá. Ở đây là bọn mình có 2 cân dâu tây. 2 cân dâu tây. Thực ra mình muốn mua nhiều hơn, muốn múc bằng 5 cân cho các bạn. Nhưng mà không có. Mình có cần một cái chén rất mà cái nhỉ? Cô Hàn Quốc có bản ăn được lá, ăn lá vào nó ngon. Ăn cực kỳ ngon luôn. Ăn cái này xong có như những này cũng. Nó giống kiểu là em ăn lá thơm với lại thì tôi vào chỗ hơi nhạy cảm. May đỡ được đấy. Bây giờ thi luôn đi. Ăn đi luôn á? Bây giờ ăn như này no quá. No. Ôi. Bỏ cuộc. Ai đây? À. Ai đây?
dân tộc. Hay bây giờ mình thi chấp chấp viên đi. Thôi được rồi, đằng nào cũng thế thì tôi cũng 10 quả. Thể hiện luôn, ok. 10 quả đúng không? Hồ là hồ gì bây giờ nhỉ? Chappy Bunny. Chappy Bunny à? Ừ. Chappy Bunny hay hồ cô khác đi. Hạnh Yến xinh gái. Được, 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 được. Hạnh Yến xinh gái nhanh nhá. Nhớ phải nói rõ chữ Hạnh với chữ Yến thôi nhá. Ok. Rồi, bắt đầu. Cứ cho một quả muốn bắt đầu. Okay. Hạnh Yến xinh gái. Không được nhai nhá. Không được nhai nhá. Cứ gọn vào. Rồi, nói đi. Hạnh Yến xinh gái. Quả thứ hai đi Hạnh. Nào, quả thứ hai, quả thứ hai. Cứ nhai nhá. Rồi, bắt đầu tiếp. Hạnh Yến xinh gái đấy. Bắt đầu có skill. Bao giờ thấy khổ mà mày. Skill ngậm dâu ấy. Cuộc đời tôi chưa bao giờ khổ như vậy. Ăn không được ăn bao giờ ngậm. Thôi cho nói nốt đến quản thứ tư là không nói được đâu. Hạnh Yến xinh gái. Tiếp. Bắt đầu là mỏ như kiểu là con cá rồi đấy. Nào. Đâu nhưng mặt nó thần thái lắm. Bốn quả không vào mà có ừ ông vào. Vương quá. Anh nghe từ gì không? Ủa ông phụ ngon ngon. Bạn uống không ngó. Cái gì? Hạnh Yến sưng quá. Hả? Uống không ngó. Cổ. 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 Bây giờ tí đống dâu phải làm nào ấy. Hạnh ú. Hạnh ú rồi. Không được, em không ú. Hạnh ú. Vẫn ú à? Không ú. Hạnh ú. Cái gì? Không, yêu quái á. Bốn quả rồi. Sáu quả hay sao mà? Sáu quả rồi á? Sáu quả rồi tự nhét mà. À ừ, đúng rồi. Ngủ. Sắp làm mình rất 10 quả rồi. 7 quả. Hạnh ú ú rồi. Bây giờ là ú ớ rồi. Ôi giời ơi, bắn hết cả da rồi. Không biết nhét ở đâu. Bây giờ là không biết nhét vào đâu nữa rồi. Hỏi sắp rồi, không sắp rồi. Không nhét được nữa. Lại có nước ép dâu tây. Em ơi mọng nước. Tao sắp xỉa vào phía. Bắt đầu nước ép bắt đầu chảy rồi đấy. Nó nhủ cho nhanh khổ, cố nhai mà không nhai được. Không thể nhai được hả các bạn? Rồi, chết rồi. Có vẻ như là, có vẻ như chị cảm giác đây là chị em mình ấy. Thật lắm rồi đấy. Nhìn mặt có vẻ là biến sắc rồi đấy. Chết rồi. Nhưng mà sau video này bọn mình không xuất hiện nữa thì các bạn biết là tại ai rồi đấy. Nó quá. Thôi chết rồi, chị em mình hơi bị dại rồi. Bây giờ no này sao nhét đồ miệng nữa. Rồi, mình lại chơi vui vậy. Không chơi vui đi thật, chơi vui. Bây giờ bạn với lại em thử đi. Nha, bây giờ đi nói câu gì nào? Nói câu gì? Nam đẹp trai. Nam đẹp trai. Được, được. Nhưng đấy, mình phải... Em chắc là em nhét được 3 quả rồi. Nam đẹp trai. Đấy, tiếp. Cứ đến quả thứ 5 phát là biết ngay. Sao nhét được 7 quả vậy? 3 quả rồi nhá, 3 quả nhá. Nam đẹp trai. Vẫn nói được. Vẫn nói được. Đây. Đấy. Bắt đầu thấy dâu bớt ngon rồi. Xong rồi còn nhai mà nuốt được hết cái gọi đỉnh ấy. Bây giờ phun ra là thua nhá. Vẫn hiểu được. Em đúc quả này được nhá. Mấy quả rồi? 3. 5 quả mà. Em bảo được 3 quả rồi. Ngon đẹp trai. Hình như là cho mồm xong rồi cắn nát là sao ấy. Nó con quẩy ấy. À, nó tan rồi à. Rồi hiểu rồi. Ngon đẹp trai. Ngon quả rồi mà. Được. Bạn thử há mồm nào. Phải thấy là em này bạn này thấy rất là giỏi. Tôi thấy tôi cũng cực kỳ giỏi. Tôi nhét được 7 quả cơ nhưng mà hai em chỉ nhét được 5 quả thôi. Rồi, vỗ tay. Chúng mình giỏi quá. Phải là bọn mình đã có một trải nghiệm này. Đóng hộp dâu tây này và ăn thử dâu tây. Phải ăn thử mà ăn thật. Ăn thử rất nhiều dâu tây. Ăn rất nhiều dâu tây. Cùng với một nhân vật rất đặc biệt. Và bằng một cái hộp quà yêu thương. Nhắn gửi yêu thương. Đó. Love box. Bây giờ đã rất là thỏa mãn rồi. Các bạn có thấy vui không? Chắc là có đúng không? Đầu tiên đi du lịch Hàn Quốc được nhét dâu vào mồm. Ok. Rồi, và đây thì là chiếc hộp nhắn gửi yêu thương với fanpage là I like it, K-Food. Các bạn
hãy like cái fanpage này và tham gia trò chơi để có được những cái chiếc hộp như thế này gửi đến những người yêu thương của mình nhá. Đặc biệt là dâu tây ở trong này thì cái hộp này các bạn sẽ được nhận miễn phí, nên là nhớ là nếu như các bạn là một trong 30 người may mắn thì các bạn sẽ được ăn thử dâu tây cực kỳ ngon luôn. Ngon cực luôn. Và nếu như mà có đến với Hàn Quốc và có ghé qua Jinju thì nhớ là hãy đến với vườn dâu tây để ăn tận tay hái và trải nghiệm trực tiếp tại vườn. Rồi, còn bây giờ thì Hải Yến này, Hạnh Chi này cùng với cả nhân vật đặc biệt Nintendo xin được gửi yêu thương từ tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Bye bye. Đừng quên like và subscribe cho hôm nay ăn gì SNL và kênh của anh Nintendo nhé. Rồi các bạn thấy Nintendo có đáng yêu không thì comment ở bên dưới nhá. Bye bye.